안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta cùng nhau học về luyện đọc tiếng Hàn trong sách sơ cấp tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 2 bài số 14 các bạn nhé. Cái mảng này lâu quá rồi mình chưa có nhắc lại. Mình mới làm đến bài số 13 thôi. Bây giờ mình quyết định làm tiếp bài số 14 cho nó xong cái danh sách phát của tiếng Hàn sơ cấp 2 các bạn nhé. Rồi mình chuyển sang làm bài tập. Rồi, dưới đây là kế hoạch cho năm mới của Hyunwoo. Hyunwoo, cái từ này á, phiên âm ra như thế này. Nhưng mà nếu mà để mà viết thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Hyunwoo. Đọc và lựa chọn phương án đúng sai. Nếu đúng, đánh dấu O. Sai thì đánh dấu X. Đã kế hoạch là gì các bạn? Đã là tôi, đã là của tôi. Đã kế hoạch là kế hoạch. Đã kế hoạch của tôi. Cái này là mình viết cho bản thân mình đọc để mình phấn đấu nên mình mới dùng từ là đã. Còn nếu viết mà cho người khác đọc á, mà viết cho những người mà chúng ta kính trọng thì chúng ta phải dùng là chờ. Chờ ha. Chờ kế hoạch. Và từ này đọc là ơi, nhưng mà khi đưa vào cấu trúc ngữ pháp mà danh từ cộng với ơi làm sở hữu á, thì ơi lúc này đọc là e. Đọc là e các bạn nha. E. Rồi. Kế hoạch thứ nhất. Hàn thare 두 권 이상 꼭 책 읽기. Hàn thare đọc nối nè. Thare ha. Thare hàn thare 두 권 이상. 이상 có nghĩa là hơn hoặc là trên. Cốc nhất định. Bắt buộc hoặc là nhất định ha. Cốc nhất định bắt buộc. Check ikki. Chúng ta sẽ đọc nó là ilki. Ilki mới đúng nha. Xin lỗi. Đọc là il. Sang giọt ki. Ilki. Ilki. Check ilki. Hắn ta đê thu con đi sang cốc. Check ilki. Cốc này cũng nhấn mạnh lên một cái đấy hả? Cốc. Thể hiện cái sự quyết tâm. Cốc. Cốc. Check ilki. Check ilki. Hắn ta đê thu con đi sang cốc. Check ilki. Một tháng. Hắn ta là một tháng. Nhất định là phải đọc hai quyển sách. 담배는 끊고 술은 조금만 마시기. 담배 là gì? Thuốc lá. 담배 끊다. Chỗ này chúng ta sẽ đọc là 끊다. 끊고 히읗 mà kết hợp với 기억. 히읗 đây kết hợp với 기억 đây thì chúng ta sẽ có 그 khờ ô khô ha, được chưa? Kinh khổ thảm bé nên kinh khổ sau đó em cho của mình mà sẽ kỳ ngưng hút thuốc và suy là rượu ha. Cho của mình một chút thôi, chỉ một chút thôi ha. Cho của mình chỉ một chút thôi. Ba sĩ kỳ ở đây chúng ta đều dùng cái đuôi gì in kỳ. Ba sĩ kỳ tức là động từ mà kết hợp với lại kỳ thì nó sẽ biến thành danh từ ha. Chỗ này là động từ ha, động từ mà cộng với kỳ bỏ tà và thêm kỳ thì biến thành danh từ, được chưa? Ngưng thuốc lá và chỉ uống một chút rượu thôi, một chút thôi ha. 열심히 공부해서 모든 과목 A plus 받기. Rồi, 열심히 공부하다 thì chắc các bạn biết rồi. 열심히 공부하다, học hành một cách chăm chỉ. 해서 để mà ha. 모든 tất cả, 과목 môn học. A cộng chúng ta đọc theo tiếng Anh A plus. A plus. A plus. A cộng 받기 chúng ta sẽ đọc là 기. 여기요. 받기.
học hành một cách chăm chỉ để mà tất cả các môn đạt được A cộng. Thực kỳ đặc biệt là nhất là Hàn Quốc cơ il kỳ sửa bẩn à chú chung yêu hàm. Cái đuôi cái câu là gì? Chung yêu hàm là tính từ, chúng ta có tính từ hoặc là động từ kết hợp với miệng miệng thì chúng ta biến nó thành danh từ luôn, thành danh từ luôn. Và thường á, cái đuôi kết câu mà ham này nè, thường là nó chỉ được dùng trong các cái thông báo ngắn hoặc là ghi chú thôi, không được dùng trong văn bản nào ở trong hành chính hết các bạn nha. Đặc biệt là Hàn Quốc il ki suop là gì, cái giờ học mà gì cái giờ học mà đọc tiếng Hàn á thì là rất là quan trọng, rất là quan trọng. Ok, chúng ta cùng xem ba câu này câu nào đúng hay sai nhé. 매달 책을 읽기로 했습니다. 매달 책을 읽기로 했습니다. Mỗi tháng thì quyết định là sẽ đọc sách. Đã quyết định là sẽ đọc sách. Chúng ta có cấu trúc ngữ pháp động từ ha, động từ cộng với lại 기로 했습니다. Đã quyết định làm gì? 매달 책을 읽기로 했습니다. Chỗ này vẫn đọc là 읽기 các bạn nhé. 읽기로 했습니다. Quyết định là mỗi tháng đọc sách đúng không? Đúng với đáp án ở trên không? Đúng không? 술을 마시기 마시지 않기로 했습니다. Tôi quyết định là gì? Người này đã quyết định là sẽ không uống rượu. Có uống rượu nhưng uống một chút chút thôi ha. 한국어 읽기 공부를 열심히 하기로 했습니다. Ở đây là gì? Chúng ta có nhắc đến một tinh khóa một, tất cả các môn học chứ không có trừ mỗi học chăm chỉ tiếng Hàn không đâu ha. Như vậy là gì? Câu này các bạn nghĩ là đúng hay sai? 열심히 한국어 읽기 공부를 열심히 하기로 했습니다. Câu này mình nghĩ là sai ha, tất cả các môn học cơ mà. Cái này quyết định mỗi học tiếng Hàn ha. Được chưa các bạn? Chúng ta sang bài tiếp theo. In nó bị ngược một tí. Rồi các bạn cùng xem. Dưới đây là bảng thông báo về cuộc thi nói tiếng Hàn, đọc và trả lời câu hỏi. Bây giờ chúng ta xem nào. 제3회 한국어 말하기 대회. 제3회 ở đây là cái lần thứ 3. Lần thứ 3 ha. Chúng ta sẽ thay thế cái số thứ tự vào đây. Huê là số lần. Huê là số lần. Chế in huê, chế y huê, chế xăm huê. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Được chưa các bạn? Hàn Quốc Maraki Tè Huê. Cuộc thi nói tiếng Hàn lần thứ 3 ha. Trang sổ. Trang sổ là gì ạ? Đoạn này ngắn thì mình đọc luôn cũng được ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta xem nào. Bây giờ nếu đọc hết cái đoạn này á, nó sẽ hơi mất thời gian đúng không? Bây giờ mình chỉ cho các bạn. Đó là đọc câu hỏi trước. Câu 1. 대회는 어디에서 열립니까? Cái cuộc thi này nó được tổ chức ở đâu? 열리다. 열리다. Được tổ chức. Tổ chức ở đâu? Bây giờ chúng ta chưa đọc đoạn văn này. Nhưng chúng ta nhìn thêm. Được tổ chức ở đâu? Chúng ta nhìn nè. Cái tựa đề là cuộc thi nói tiếng Hàn. Hàn Quốc lần thứ 3. Trang sổ Việt Nam Đại học Kiều. Thì đây là nội dung chúng ta cần. Chúng ta ghi vô Việt Nam. Việt Nam Đại học Kiều. Để ở đây. Nhưng nếu như mà chúng ta đã học đến sơ cấp 2 rồi mà ghi như thế này á, thì phí công chúng ta học hành nha, chúng ta sẽ phải ghi đầy đủ ra là Thế Huế Nân Việt Nam Đại học kiểu ESO. Giống như là chúng ta chỉ bỏ cái từ ESO này đi và thay cái địa điểm vào ESO 열립니다. Được chưa các bạn? Sang một câu. Chưa cần đọc bài tiếp, chúng ta đọc câu hỏi thứ hai. 무엇에 대해서 말해야 합니까?
E thế hệ sổ, chúng ta có danh từ kiểu đích hợp với E, thế hệ sổ, và cộng với lại một cái động từ có nghĩa là làm gì, liên quan đến cái vấn đề gì, làm gì liên quan đến việc gì chẳng hạn, hoặc là về việc gì, làm gì liên quan đến về việc gì ha. Có nghĩa là chúng ta phải nói, chúng ta có cấu trúc ngữ pháp gì nữa đây? Động từ cộng với lại a ơ gia gia ha ta, phải làm gì đúng không? Động từ cộng với a ơ gia ha ta, phải làm gì? Chúng ta phải nói về cái vấn đề gì đây ha, về cái việc gì. Rồi đến suy ngày giờ chưa, chúng ta không có trong câu hỏi. Chủ đề là chủ đề đề ca cho nên Hàn Quốc buồn giống hoa. Bộ phim Hàn Quốc mà tôi yêu thích, bộ phim Hàn Quốc mà tôi yêu thích. Rồi bây giờ các bạn xem nè, mua sete hè, bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái từ mua này đi, bỏ cái câu để hỏi, cái từ để hỏi đi, và chúng ta thay thế cái câu mà chúng ta cần phải trả lời. Chỗ này nó bị ấy quá, mình để đưa lên đây nha. Bây giờ bỏ mua rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ để là neka choa hanen Hàn Quốc cơ, Hàn Quốc dân hoa e thế hè sổ, e thế hè sổ Maria Hamnita. Hamnita. Ok chưa các bạn? Vậy là chúng ta giải quyết được câu thứ hai. Rồi. Câu số 3. 인기상을 인기상을 타면 무엇을 받을 수 있습니까? 인기상, chúng ta tìm cái 인기상. Nếu như mà đoạt giải Inkisang, giải gì? Giải ấn tượng ha? Giải ấn tượng, giải được yêu thích á, thì chúng ta có thể nhận được cái gì? Rồi thế sang, chê u su sang, Inkisang. Rồi chúng ta bỏ qua ba cái dòng đó, khỏi đọc cho nó mất thời gian. Và bây giờ chúng ta sang là Inkisang là gì ạ? Inkisang là giải ấn tượng hoặc là giải được yêu thích ha? Là một người chúng ta sẽ được nhận là gì? Bihan sa chon. Vậy thì chúng ta sẽ ghi là gì? Inkisangul thamyon. Tới đây ha. Tới đây. Tới đây. Xong đó chúng ta ghi tiếp. Bihan sa chon. Bihan sa chon. Chonul ha. Rồi gì? Padun su isumnida. Đó, vậy là xong, chúng ta xong bài ha. Mà mất có đâu có mấy phút rồi hả? Chứ nếu mình đọc hết bài thì mình làm bài rất là chậm, làm cho quen để mấy mốt thi topic á, đọc bài đọc cho nó nhanh nha. Rồi bây giờ mình sẽ giải quyết lại cái bài này, tại vì chúng ta đang luyện nói mà đúng không, luyện đọc mà đúng không. Rồi lúc nãy mình đọc tới đây rồi đúng không? Ở đây là Việt Nam theo kêu là Trường Đại học Việt Nam. Các bạn làm xong topic rồi á, như là như này là các bạn sang trang là bài mới liền, không cần đọc lại như mình nữa nhé. Cái này mình diễn giải cho các bạn thôi. Trang sổ Việt Nam Đại học kiểu đợi địa điểm là Trường Đại học Việt Nam. Irisi là ngày giờ ha. Sawal Isil ngày 22 tháng 4. Chủ đề là bộ phim Hàn Quốc mà tôi yêu thích. Rồi thế sang, thế sang là gì các bạn? Giải thưởng, giải thưởng lớn luôn ha, giải một người Hàn Quốc ở học dân su piyong, có nghĩa là gì? Chúng cái này giải này là giải lớn nhất á, thì chúng ta sẽ được cái gì nhỉ? 6 tháng làm gì ạ? Piyong là chi phí, ở học dân su là kiểu như nghiên cứu ngôn ngữ ha, nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Hàn, được học một khóa nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Hàn trong vòng 6 tháng, và họ sẽ tài trợ chi phí học. Rồi giải thứ hai, trẻ ưu su sang hân miệng, một người giải là xuất sắc nhất, giải ưu tú nhất, ưu su có nghĩa là ưu tú, xuất sắc ha. Sang gum là tiền thưởng, open mandong, open mandong, chúng ta sẽ đọc là open man các bạn nhé. Open mandong, open là bao nhiêu ạ? 5 nè. Peg là bao nhiêu các bạn? 100. Man là 4 số 0 nữa, vậy là 5 triệu.
5 triệu đồng, 5 triệu đồng. Giải xuất sắc nhất là 5 triệu đồng. Rồi, giải xuất sắc tiếp theo thì sẽ được là hai người ha. Sang cầm tiền thưởng là gì? Sam peng man dong. Sam peng man dong thì ở đây chúng ta sẽ có là peng nè, man nè, 3 triệu ha, 3 triệu ha các bạn ha. 3 triệu đồng. Rồi, giải được yêu thích là gì? Một quyển từ điển Việt Hàn. Việt Hàn ha. Nếu chúng ta có là B Han B Sa Chân thì là Hàn Việt, còn B Han Sa Chân thì là Việt Hàn các bạn ha.